Đừng sợ, ta hỏi ngươi, lão gia nhà ngươi đi đâu rồi? Tôi không biết. Nghĩ cho kỹ, nếu ngươi chịu nói thật, có lẽ ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không, có nói không? Nói. Tôi nói. Phu nhân kêu tôi chuẩn bị ngựa, nói là đến trấn Quan Hỷ. Cho dù chúng muốn chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Trấn Quan Hỷ, khởi hành. Dạ lão gia. Đợi đã, dẫn theo Hữu Dực. Hãy nhớ canh chừng cho kỹ. Dạ lão gia. Cuối cùng cũng về rồi. Kêu cô chăm sóc cho đại nương lâu như vậy, vất vả cho cô rồi. Huynh về rất đúng lúc. Trần đại nương luôn đợi huynh về đó. Đi. Sở Nguyệt, sao vậy? Tôi muốn hỏi tin tức của Phúc Soái. Huynh định đi cứu con trai của kẻ thù sao? Tuy Phúc Soái là con trai của Cao Hướng Thiện, nhưng nó vô tội. Tình cảm của bao nhiêu năm nay, tôi nhất định phải cứu nó. Bây giờ sức khỏe của huynh ấy còn yếu lắm, yên tâm dưỡng thương đi. Phúc Soái, tôi đã cứu rồi. Bố trí ở phủ tướng quân, tôi tin chỗ đó nhất định là nơi an toàn nhất. Cho nên xin huynh cứ yên tâm. Cảm ơn cô. Nhưng mà cô gả muội muội ruột của cô cho Phúc Soái, cô không để ý sao? Không phải lúc nãy huynh nói huynh ấy vô tội sao? Sao tôi có thể chi phối tình cảm của họ chứ? Sở Nguyệt, vậy nếu đã về rồi thì đừng đi nữa. Cao Hướng Thiện không biết chừng nào sẽ quay lại đây, chúng ta không thể lơ là sơ ý được. Cô yên tâm, tôi nhất định dùng tính mạng bảo vệ cô và mọi người. Tiểu thơ, cô đã không ngủ cả đêm rồi, hay là ăn một chút đi. Để đó đi. Cao thiếu gia đã uống thuốc an thần, nhất thời cũng không tỉnh lại được. Tiểu thơ, để tiểu ma qua canh chừng giùm cô. Đợi cao thiếu gia tỉnh lại, em lập tức gọi cô. Trở về cũng chỉ lo lắng, chỉ bằng ta ở lại đây xem huynh ấy, canh chừng huynh ấy, vậy sẽ an tâm hơn. Tiểu thơ, cô xem cô, mắt cũng sưng lên rồi. Nếu thiếu gia tỉnh lại thấy dáng vẻ tiều tụy của cô, chắc là buồn lắm.
Huynh ấy cũng không nhớ ta là ai, còn để ý đến dung mạo của ta sao? Xin lỗi tiểu thơ. Phúc soái chỉ vì bị da chạm mạnh mới tạm thời mất đi trí nhớ. Nói không chừng ngày mai huynh ấy tỉnh lại sẽ có thể nhớ lại hết. Em nói có đúng không? Tiểu thơ, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lão gia đã đi mời ngự y của Tiết Dương gia rồi. Cao thiếu gia sẽ không sao nhanh thôi. Phúc soái, muội cầu xin huynh, xin huynh hãy nhớ lại muội, có được không? Muội sẽ không trốn huynh nữa, cũng không từ chối huynh nữa. Muội cầu xin huynh, đừng trừng phạt muội nữa. Tiểu thơ, tại sao huynh ấy chỉ quên mất ta? Tại sao chỉ quên một mình ta chứ? Tại sao? Hay cho một tả phiên cuối cùng chịu về rồi. Lần trước sau khi huynh không từ mà biệt, tôi còn chưa thưởng thức mái tóc bạc của huynh xong. Có tóc bạc có cảm giác gì? Khí xung đan điền, huyết mạch bành trướng, có phải cảm thấy cả người mình đều là sức mạnh không? Cặp đệ, ngũ tử tư của thời Xuân Thu, cha huynh của ông ấy bị kẻ gian giết hại, trong lòng đau khổ vô cùng, cho nên trong một đêm tóc đen thành bạc. Tả phiên huynh trong giây lát tóc xanh thành bạch tuyết, nghĩ chắc trong lòng có rất nhiều uất ức. Cặp đệ, cô đừng ép người ta hỏi người ta nữa. Không sao. Lúc trước tôi tin làm Cao Hướng Thiện, trở thành con cờ của hắn. Bây giờ tôi quyết định sống lại từ đầu. Tả phi, một lát chúng ta đến tiệm thuốc bốc thuốc, thuận tiện hỏi đại phu xem còn có cơ hội không. Không sai, cái này ở trên lịch sử đã có tiền lệ. Tả phi huynh, huynh có biết đại tướng Khấu Chuẩn của thời Tống Triều không? Khấu Chuẩn là ai chứ? Sao tôi chưa từng nghe nói vậy? Khấu Chuẩn 19 tuổi thi đỗ tiến sĩ. Tống Thái Tông rất muốn trọng dụng ông ấy, lại lo ông ấy còn quá trẻ không thể phục chúng. Sau khi Khấu Chuẩn biết, về nhà dùng địa hoàng có tính nóng và củ cải có tính hàn cùng nhau uống vào. Trong một thời gian ngắn, ông ấy đã biến thành một ông lão tóc bạc. Hay quá, vậy tóc bạc của Tả phi có hy vọng rồi. Khấu Chuẩn đang sống ở đâu? Bây giờ tôi đi tìm ông ấy. Cô muốn tìm Khấu Chuẩn, phải? Không được, không được. Thư sinh nhà huynh sao có thể quen được đại tướng chứ? Nhị tỷ của tôi có thể, cha tỷ ấy là đại tướng quân. Một tiểu tể tướng tuyệt đối không lớn hơn đại tướng quân, có đúng không? Cặp đệ, những lời này chỉ được nói ở trong nhà thôi. Không mà nếu để dân tướng quân nghe được thì mạng của chúng ta sẽ khó giữ. Không được cười, không được cười, tất cả đều không được cười. Tam Lục, mẹ, con ra đây một lát, mẹ có chuyện muốn nói. Tại hạ xin thất lễ. Mẹ, sao hả? Đến phòng mẹ nói đi. Đại tỷ, mẹ của Tam Lục có phải không thích muội không? Hứa đại phu, huynh ấy sao rồi? Bề ngoài xem ra thật sự không đáng ngại. Vậy tại sao huynh ấy hoàn toàn không nhớ những chuyện trong lúc ở Trấn Quan Hỷ vậy? Theo kinh nghiệm hành y nhiều năm của tôi, trên trán của vị công tử này tích tụ máu bầm, tạo thành mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mà tại sao chỉ quên đi Trấn Quan Hỷ, quên đi tiểu thơ của chúng tôi chứ? Chắc đây là mất trí nhớ mang tính lựa chọn. Lúc bệnh nhân bị da chạm mạnh, sẽ để người mà mình nhớ nhất hay là không muốn nhớ nhất xóa đi từ trong ký ức. Hứa đại phu, ông là đại phu mà Tiết Dương gia tin tưởng nhất. Tôi cầu xin ông, mặc kệ trả giá lớn cỡ nào, cũng phải trị lành bệnh cho huynh ấy. Dân tiểu thơ, lão sinh sẽ cố gắng hết sức phối hợp một số thuốc quạt huyết tan bầm cho cậu ấy. Nhưng mà bệnh này có thể trị lành hay không, chừng nào mới lành lại, còn phải xem ông trời có chịu giúp hay không. Cảm ơn. Trong lòng Dân Yên hiểu rõ, có lẽ ngày mai là lúc mặt trời mọc, tất cả cũng sẽ hồi phục bình thường.
Có lẽ cả đời này huynh ấy cũng không nhớ nổi tôi nữa. Tiểu thơ, cô đừng bi quan vậy mà. Hứa đại phu, cha tôi đang đợi ông ở đại sảnh. Tiểu ma qua, thay ta tiễn đại phu. Tiểu thơ, tôi có một chuyện, không biết có nên nói không. Hứa đại phu, ông cứ nói đi. Dân yên chịu nổi mà. Tôi phát hiện vị cao công tử này có hiện tượng khác thường. Ý của ông không thể là tâm trạng của cậu ấy kích động, dễ quên, dễ giận. Cho nên sau này các người phải thuận theo ý của cậu ấy. Nếu khí huyết công tâm, e là máu bầm sẽ khó mà tan được. Đại phu, mời bên này. Cáo từ. Phúc soái, muội là người mà huynh muốn nhớ nhất, hay là hồi ức đau khổ nhất của huynh? Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì? Tam lục, giờ chỉ có con và mẹ, con không được giấu mẹ đó. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao Tam lục lại giấu mẹ chứ? Nói mẹ biết, có phải con thích Lôi cặp đệ không? Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi cái này? Về hạt sen mà con nói cho mẹ có lẽ sắp xong rồi, để con đi xem thử. Tam lục, tuy mẹ đã già rồi, nhưng trong lòng sáng như gương, cái gì cũng nhìn ra được, cái gì cũng biết. Mẹ, Tam lục làm mẹ lo lắng rồi. Là thúc của con cũng nói với mẹ rồi. Cặp đệ là một cô nương tốt. Mẹ, cặp đệ thật là một cô gái tốt. Trên đường cô đã dạy con biết rất nhiều điều, để con biết cái gì là chân thành, cái gì là lương thiện, cái gì là xinh đẹp. Con chắc chắn con có thể cho cổ hạnh phúc sao? Tại sao không thể? Vì con họ Lưu. Bây giờ mạng của con không chỉ là của mình con, còn là của Tử Trang Lưu gia. Mẹ, vì Tử Trang này chúng ta xém chút trở thành hồn ma dưới đao. Chúng ta còn vì Tử Trang này chia ra bao nhiêu đây? Vì người cha chưa từng nuôi con, vì người đàn ông mẹ đợi cả đời, vậy có đáng không? Tam lục, mẹ, từ nhỏ tới lớn mẹ chưa đánh con. Con đã làm sai cái gì? Mẹ không cho phép con nói vậy. Thì dù con chết, trong người con cũng chảy dòng máu của Lưu gia. Mẹ, chúng ta hãy quên đi tất cả, làm lại từ đầu đi được không? Con à, con không biết đâu, từ sau khi cha con bị trọng thương tới giờ còn chưa khỏe lại, e là đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Mẹ, con biết là thúc đã nói cho con biết hết rồi, nhưng con không muốn tiếp tay Tử Trang đó, cũng không muốn rời khỏi Trấn Quan Hỷ. Nhưng mà Tử Trang đó là tâm huyết cả đời của cha con, không thể hủy đi như vậy. Mẹ, ông ấy phụ lòng mẹ cả đời, tại sao mẹ còn phải nhớ đến ông ấy chứ? Chính vì ông ấy đã đem con cho mẹ, vậy thì đủ rồi. Đủ rồi. Không còn gì đáng hận nữa. Mẹ, mẹ có thể không hận nữa. Vậy còn con? Không lẽ con phải hy sinh hạnh phúc mà khó khăn lắm con mới tìm được sao? Tam lục, cặp đệ là một cô nương tốt. Chính vì vậy mẹ mới không hy vọng cổ trở thành mẹ thứ hai. Tam lục, bây giờ tất cả đã không thuộc về bản thân con nữa, đều là mạng đã định sẵn. Có lẽ con còn chưa biết, cha con đã định một hôn sự cho con rồi. Cái gì? Trần Tam Lục, đồ xấu xa. Quỳnh là người xấu nhất trên thế giới này. Quỳnh cũng sắp thành thân rồi, sao còn đến chọc ghẹo tôi chứ? Cao Quỳnh, có một người phụ nữ xưng là Lãnh Mai bắt cóc Lệnh Lan Cao Phúc Soái.
nói câu huynh có mối thù giết cha bà ấy. Hạn cho huynh ở trước kỳ hạn đến trấn Quan Hỷ quyết một trận tử chiến, nếu không sẽ giết lệnh lang để tế rượu. Trấn Quan Hỷ. Ta cho ngươi một cơ hội để lấy công chuộc tội. Chỉ cần ngươi giết Tả Phi giùm ta, ta sẽ đảm bảo sự bình an của ngươi cả đời. Ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho ông nữa. Ta biết ngay sẽ như vậy. Nếu đã biết, sao còn phải dẫn theo tôi đến trấn Quan Hỷ? Ngươi không thể giết người cho ta, nhưng không đại diện ta sẽ không lợi dụng ngươi giết người. Tôi và Tả Phi đi theo ông nhiều năm như vậy, ông không thể tha cho chúng tôi sao? Tha cho hai ngươi. Vậy ai tha cho ta đây? Tôi trả cho ông cái mạng này. Tôi xin ông tha cho Tả Phi đi. Không, không, ta muốn giữ ngươi lại. Ta muốn ngươi nhìn thấy Tả Phi từ từ chết đi ở trước mặt ngươi. Đây chính là kết cục của phản bội. Ông, tay của tôi, tay của tôi, tay của tôi, võ công của ngươi đã bị ta phế rồi. Ông thật bỉ ổi. Tôi nên nói cho Tả Phi biết sớm, để nó nhìn rõ bộ mặt thật của ông. Ngươi biết thì có thể làm gì chứ? Chỉ cần ta động nhẹ một ngón tay thì sẽ giết sạch các ngươi. Người đâu? Dạ. Các ngươi nghe đây, Lưu Danh tới trấn Quan Hỷ, người duy nhất muốn tìm nhất định là con trai hắn. Trần Tam Lục cũng được, Lưu Hằng Cửu cũng được. Các ngươi cần phải lấy cho được bí phương đó. Chuyện này làm không thành, đem đầu đến gặp ta. Dạ. Nếu ông còn tiếp tục tạo nghiệp, người bị hại cuối cùng chỉ là Phúc Soái. Nếu Phúc Soái có bất trắc gì, ta sẽ máu rửa cả trấn Quan Hỷ. Dân tỷ tỷ, cặp đệ, cặp đệ, tỷ tỷ mới có mấy ngày tỷ ốm đi nhiều quá. Lúc nãy mụn nhọt đến tiêu cục, nói tình trạng của Phúc Soái không tốt, cho nên tôi và cặp đệ vội vã qua đây. Ai đi chung với huynh chứ? Tôi chỉ thuận tiện qua đây thăm tỷ tỷ thôi, liên quan gì đến huynh? Cặp đệ à, cặp đệ, tôi có chỗ nào đắc tội với cô? Sao cô tức giận quá vậy? Tiểu thơ, tiểu thơ, lão gia phu nhân đang đợi cô ở sảnh đó. Mẹ tỷ không sao rồi à? Mẹ ta đã nói cho ta biết hết rồi. Cặp đệ, muội chính là tinh muội muội của ta. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc trước chúng ta không đánh không quen biết, sau đó chúng ta ở trên đường kết bái làm tỷ muội, không ngờ tới cuối cùng trở thành tỷ muội thật. Thật là ứng với câu nói gì đó, có duyên, có duyên, có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau. Phải phải phải. Trần Tam Lục, thì dù tôi không biết cũng không cần huynh nói cho tôi biết. Tam Lục, cặp đệ, chuyện của Phúc Soái nhờ vào hai người rồi. Hy vọng hai người có thể đánh thức một chút ký ức của huynh ấy. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho muội. Tỷ mau đi đi. Cặp đệ, đừng đụng vào tôi. Cô sao vậy? Nam nữ thọ thọ bất thân, huynh đã dạy tôi, huynh quên rồi sao?
Huynh cũng sắp cưới vợ rồi, sao còn trêu chọc tôi nữa chứ? Cha con đã định một hôn sự cho con rồi. Tôi không muốn cưới vợ. Đó là ý của họ, không phải của tôi. Cập đệ, cô hiểu lầm rồi. Tôi cũng vào đây rồi. Huynh còn lóng ngóng ở đó làm gì? Hai vị nhân huynh, hai người là ai? Sao tùy tiện vào phòng của tôi vậy? Nhân huynh, Cao Phúc Soái, huynh nhìn cho rõ đi. Tôi là phụ nữ hạng thật giá thật đó. Phụ nữ? Phụ nữ? Sao tôi không nhìn ra chứ? Chỗ này không có người ngoài, huynh đừng giả bộ nữa. Tôi giả bộ cái gì? Cặp đệ, không được vô lễ. Vô lễ? Tôi vô lễ cái gì? Hai vị, nếu không có chuyện gì, làm phiền ra ngoài cho. Cao Phúc Soái, sao huynh giỡn dai quá vậy? Đủ rồi đó. Tôi cái gì? Không phải huynh muốn mượn cơ hội này để lấy lòng nhị tỷ của tôi sao? Cách của huynh cũng quá lỗi thời rồi đó. Vị nhân huynh này, huynh nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Làm phiền huynh đừng quấy rầy tôi đọc sách nữa có được không? Hắn không thể mất trí thật chứ. Mất trí? Cặp đệ, có lẽ huynh ấy mất trí thật rồi. Cao Phúc Soái, nhìn cho kỹ đây. Tôi là Lôi Cặp Đệ. Lôi Cặp Đệ. Lôi Cặp Đệ. Ok. Ok. Huynh kêu ok. Ok là cái gì? Tôi tên là Lôi Cặp Đệ. Lôi Cặp Đệ. Sao hả? Nhớ rồi à? Tôi không biết. Cao huynh, vậy còn tôi? Tôi tên Trần Tam Lục, huynh nhớ không? Được, bây giờ tôi sẽ dùng di hình đại pháp của tôi để đánh thức trí nhớ của huynh. Bệnh tâm thần. Bạn huynh à? Trần Tam Lục, huynh ở đây canh chừng Cao Phúc Soái, tôi sẽ đi về ngay. Vậy huynh cũng ra ngoài đi. Mẹ. Yên Nhi. Mẹ, sao mẹ ngồi dậy? Cũng không nói cho con biết một tiếng. Mẹ phải điều dưỡng sức khỏe cho tốt. Mẹ không sao đâu. Chỉ là trong lòng. Mẹ ngồi xuống trước đi. Được. Phu nhân, bà làm gì vậy? Còn chê chuyện của dân phu còn chưa đủ sao? Yên Nhi, mẹ có lỗi với con. Mẹ đừng nói vậy. Con biết đó. Lần đầu tiên mẹ gặp được con thì mẹ đã nhận định con chính là con gái của mẹ. Con và mẹ bên nhau sáng chiều, hết lòng yêu thương. Con khiến cho mẹ có được sự hạnh phúc của người làm mẹ. Mẹ con thật sự coi con như là bảo bối. Rớt dưới đất sợ bị bể, ngậm trong miệng thì sợ bị nát. Cha, mẹ, Yên Nhi mãi mãi đều là con gái của cha mẹ. Yên Nhi, đứng lên đi. Yên Nhi à, cha đã nói chuyện với Hứa đại phu. Tình trạng của Phúc Soái bây giờ thì dù là qua đà tái thế, e là cũng lực bất tòng tâm. Phải đó Yên Nhi, còn có dự tính gì không? Cha, mẹ, Hứa đại phu cũng có nói Phúc Soái có lẽ ngày mai sẽ khỏe lại. Có lẽ bây giờ huynh ấy cũng có thể hồi phục. Yên Nhi à, con đừng tự gạt mình nữa. Nếu Cao công tử cả đời cũng không nhận ra con thì sao? Phu nhân, không sao đâu cha. Chỉ cần hai người cho con thêm một chút thời gian, con tin Phúc Soái nhất định sẽ khỏe lại. Yên Nhi, đều tại cha hành sự lỗ mãng, định hôn sự này một cách sơ sài.
Hành vi kỳ lạ của Cao Gia, ân oán giang hồ cũng chưa kết liễu. Lão Gia, chuyện tới mức này, ông đừng đẩy Yên Nhi vào miệng cọp nữa. Thân làm cha, theo lẽ cha nên nghĩ kỹ lại, giải trừ hôn ước này từ sớm. Nhưng cha lại làm theo ý của mình, làm cho mọi chuyện tới mức không thể thu dọn được. Nhưng con yên tâm, hôn sự của Cao Gia cha nhất định sẽ giải quyết giùm con. Cha, bây giờ Phúc Soái gặp nạn, nếu như chúng ta giải trừ hôn ước, vậy không phải là dồn cha vào thế bất nhân bất nghĩa sao? Nhưng mà Yên Nhi à, con rể của Dân gia đã mất trí, luôn phu nhân của mình cũng không nhận ra, sẽ bị người trong thiên hạ chê cười đó. Mẹ, con mặc kệ người khác nói sao. Bây giờ chỉ còn Phúc Soái có thể khỏe lại, vậy thì đủ rồi. Yên Nhi, chỉ cần con không rời xa mẹ, chuyện gì mẹ cũng chịu theo con. Mẹ à, sao con nỡ rời xa mẹ, rời xa cha chứ? Chỉ cần hai người còn nhận đứa con gái này, còn cho con làm nũng, ngang bướng với hai người. Huynh có còn nhớ Sở Nguyệt cô nương của Truyền Hương Trà Lầu không? Sở Nguyệt cô nương, không biết. Tôi cảm thấy bây giờ cô không có gì khác biệt lúc nãy, chẳng qua là trên đầu mọc thêm hai cái lông vũ thôi. Huynh nói cô có biết bay không vậy? Huynh tên là Trần... Trần Tam Lục. Trần Tam Lục có phải là người lúc nãy Lôi Cập Đệ? Lôi Cập Đệ là nam hay là nữ vậy? Là nữ. Nữ. Nữ à? Đại bàng tung cánh, gà vàng độc lập, vớt trăng trong nước. Hay cho một cao Phúc Soái, mau đưa mạng đây. Đủ cho cô vớt mấy mặt trăng không? Cao Phúc Soái, không lẽ luôn lão bắt cóc huynh, muốn hại huynh, huynh cũng quên rồi sao? Cao Phúc Soái, huynh không nhớ tôi cũng được, nhưng mà chắc huynh nhớ ngân châm này chứ. Tôi thật là phục cô rồi, sao cô có nhiều chiêu quá vậy? Đẹp. Như vậy mới có mùi vị. Làm ồn huynh à? Tướng quân, thật là phi lý. Dân Yên nhà ta tuyệt đối không thể gả vào Cao phủ. Quýnh xem, bên đó có quán mì. Tôi đói rồi, chúng ta ăn mì đi. Đi. Hai vị mời bên này. Ông chủ, cho hai tô mì, ba lượng thịt bò khô. Dạ được.
Mì thịt bò đến đây. Hai vị khách quan xin mời dùng. Trần Tam Lục, quên mau ăn đi. Bữa này tôi mời. Là Trần Tam Lục. Mì ở đây thật là ngon. Ăn cho nóng đi. Lên. Cặp đệ, chạy mau. Còn chưa trả tiền mà. Tránh ra. Bên đó. Đừng chạy. Đừng chạy. Mẹ, La Thúc, đại tỷ. Sao không có ai vậy? Làm sao đây? Đi, đi theo tôi. Mau. Bọn chúng ở đó, mau giết bọn chúng đi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ở bên đó, lên. Lên. Cặp đệ. Cặp đệ. Cặp đệ. Cô không sao chứ? Cặp đệ. Tỉnh lại đi. Cặp đệ. Cô đừng hù dọa tôi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Cặp đệ. Cô tỉnh lại đi. Cô sẽ không sao đâu. Không. Không. Tôi không cần tủ trang lưu gia gì cả. Cũng không muốn làm người thừa kế gì cả. Tôi chỉ cần cô sống. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện còn chưa làm. Còn có rất nhiều lời chưa nói. Cô tỉnh lại đi. Cặp đệ. Tôi chưa chết. Huynh không vui sao?
Không có. May là có tấm kính đồng này cản một kiếp giùm tôi. May là có món quà mà nhị tỷ tặng cho tôi. Cặp đệ, cặp đệ, ta muốn nói với muội. Huynh muốn nói cái gì? Muội biết đó, ta là một dân nhân nghèo hèn, không có địa vị, không có thế lực. Ta cũng không cần tủ trang lưu gia gì cả. Muội đi theo ta chỉ sẽ chịu khổ. Muội có đồng ý không? Muội mặc kệ cái khác. Trần Tam Lục, muội chỉ thích huynh thôi. Muội cũng muốn huynh chỉ thích muội. Lão gia, ông phải kiên trì. Sắp tới rồi. Mẹ. 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 Con nhà đầu thúi này làm mẹ hết hồn. Con ngứa mình sao? Ai chọc giận mẹ vậy? Một mình tức giận không phải phong cách của mẹ. Luôn con cũng ăn hiếp mẹ. Mẹ còn gì có đáng sống nữa chứ? Ai lại ăn hiếp mẹ vậy? Mẹ nói cho con biết đi. Con ra mặt giùm mẹ. Thật sao? Chính là nó. Con... Vì Thiên Tiêu, con sao hả? Trần Tam Lục, bây giờ cậu cũng coi như là người nhà của Lôi Gia rồi. Là người của Lôi Gia thì phải nghe lời của Tào Thiên Tiêu ta. Vì Thiên Tiêu, sao dì lại nói vậy? Ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này không đúng. Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện La Thành đó sắp đi, chỉ nói cho Trần Tam Lục và mẹ nó biết, lại không tìm ta thương lượng. Ta cảm thấy lão La Thúi đó, trong lòng ông ấy nhất định có tâm tư gì đó. Vì Thiên Tiêu, có phải vì hiểu lầm rồi không? Cậu nói ta hiểu lầm. Mẹ muội đang ghen đó. Ý của cậu là sao hả? Mẹ muội sao có thể hiểu lầm người ta chứ? Mẹ muội là người mẹ hiểu lý lẽ nhất, có cách nhất, thông minh nhất trên đời, đúng không Tam Lục? Đúng đúng đúng. Vì Thiên Tiêu, đều tại La Thúc chưa kịp nói cho dì biết, hại dì lo lắng rồi. Ta, ta đâu có lo lắng. Hắn đừng hòng, cậu đừng nói bậy đó. Ta mà lo cho lão già chết tiệt đó sao? Lão La Thúi này, thân thể còn chưa hồi phục lại thì đã một lòng muốn đi cứu người, cứu người, cứu người. Tới lúc đó luôn mạng cũng không giữ được. Không được đâu, mình phải đi tìm Tả Phi, kêu nó đi xem thử lão La đi đâu như vậy. Có phải có chuyện gì phiền phức không? Hai đứa nó đúng không? Nhà đầu thú tiểu tử thứ này, Tiêu Cục Tứ Hải này vẫn là do Tào Thiên Tiêu ta làm chủ. Hai đứa muốn làm phản sao?
Có nghe thấy không? Mỗi một người đều ăn hiếp mình. Doanh Doanh, chúng ta tới đâu rồi? Ông ráng lên, chúng ta sắp tới rồi. Kiên trì thêm chút nữa. Lão gia, lão gia, mau. Lão gia, lão gia, đừng giết lão gia nhà tôi, đừng. Nói, Bí Phương ở đâu, lão gia? Nói tới cùng vẫn là vì Bí Phương. Thì dù lưu danh ta chết cũng không giao cho đám người các ngươi.